Rồi, xin chào anh em nhá. Đấy, hôm nay em mới về được hai em họ Mi thuần sạch tay hot các bác nhá. Em này em quay video mở hộp cho các bác xem này. Chim nhà em thì về rất nhiều nhưng mà không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh để quay video mở hộp cho các bác xem được. Thì hai hôm nay thì về em này, hai em này cũng rất là đẹp. Đấy, mở hộp cho các bác xem. Hót ngay các bác nhá. Hót ngay trong học này các bác này. Biết các bác có nhìn rõ trong học không? Bộ khá to các bác nhá. Em ở dưới này, bộ to này. Đây, em kích cái là hót ngay trong học cho các bác xem luôn. Các bác nếu bác nào quan tâm nhá thì đăng ký kênh. Thì em bên video ở ngoài lồng từng con một thì các bác sẽ nhận được thông báo về điện thoại các bác nhá. Em ở dưới bộ khá to, đứng chật cả lồng luôn. Hót luôn các bác nhá. Đấy, em ở trên cũng mới chuẩn bị hót rồi. Đấy, các bác xem kỹ em ở dưới này. Đồ mặt đẹp, bộ to các bác nhá. Màu vàng. Em ở trên rất đẹp. Hót luôn này các bác nhá. Rồi, xin chào anh em nhá, em sẽ cho các em nó ra lồng. Đây, lồng thì em cũng đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Đấy, lồng sạch sẽ đây rồi. Tí nữa thì em sẽ cho ra lồng rồi lên video từng con. Các bác đăng ký kênh và đợi em một lúc em sẽ lên video nhá. Rồi, xin chào anh em.